đức hạnh, dư lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tạp, xin tùy hỷ phước lành được gác tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì huy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, nguồn kính tri ân và thượng ân, thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học môn học Phật pháp cơ bản hôm nay, phần bài 31 đạo đế phần chánh nghiệp, chúng con cùng thỉnh mọi thượng tọa siêu từ bi giảng nhập bài học. Kính lễ Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tâm Chung, kính chào Hòa Thượng Trực Đẳng Tổ Minh Hạnh cùng Trư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, tinh chế là một trong tám chi phần của đạo đế. Tinh chế phần đường tu tập để dẫn đến niết bàn. Khi nói đến chánh nghiệp thì chúng ta phải hiểu rõ đó chính là thân hành chân chánh, bởi vì chánh ngữ là khẩu hành thì chánh nghiệp là thân hành. Nhưng ở đây khi chúng ta nói đến chánh ngữ hay chánh nghiệp, ở chỗ này chúng ta khoan đưa vào cái ý nghĩa là một cái nghề nghiệp chân chánh nuôi mạng. Bởi vì sao? Vì chúng ta còn học một chi phần nữa là chánh mạng, Samma Ajivo. Cho nên trong cái phạm vi của chi phần thứ tư này đó, là chúng ta chỉ nói xoay chung quanh chánh nghiệp, tức là cái sở hành thôi. Cái điều này nó cũng sẽ có nhiều ý nghĩa cần được nói đến, cần được giải thích. Bây giờ trước hết thì xin mời cô Lâm Trần Nguyệt đọc cho người tính kinh, đọc cho nội dung của bài học ngày hôm nay. Sau đó xin cung thỉnh Hòa Thượng Đức Đăng Giáo Sư ngày thứ hai sẽ giảng ý nghĩa này. Nam Mô Bổn Thầy. Sở thủ lành thầy, chúng con kính trân và thượng tự sửu lời giáo học hôm nay. Con xin được đọc phần chánh văn bài học, nội dung bài học. Phần chánh nghiệp. Chánh nghiệp là hành động chân chánh. Chữ nghiệp dịch từ Kammanta cần được định nghĩa và hiểu trong khuôn khổ của Bát Chánh Đạo. Vì từ vựng này được hiểu với nhiều phạm trù khác nhau tùy theo ngữ cảnh.
Chánh nghiệp ở đây là những tạo tác ngoài ngôn ngữ và sự mưu sinh. Chính xác hơn là thân nghiệp hiền thiện. Trong lúc ở những trường hợp khác, thì nghiệp bao gồm cả khẩu nghiệp và sự nuôi mạng. B. Một cách đơn giản cụ thể thì chánh nghiệp là không sát hại sinh vật, không lấy của không cho, không tà hạnh trong dâm dục. C. Người tu tập cũng cần hiểu rộng thêm là có những điều không đơn cử nhưng liên quan tới thân nghiệp bất thiện cũng cần được tránh. Như dù không sát hại nhưng hành động đánh đập gây tổn thương cho chúng sanh khác thì cũng nên tránh. D. Một số các vị thiền sư cũng dạy về chánh nghiệp bao gồm hành vi tốt đẹp trong sinh hoạt hàng ngày nhưng không khuấy động ồn ào khi đại chúng tu tập, không hủy hoại môi trường sinh thái một cách vô ý thức hay tạo ra những bất ổn cho người chung quanh bằng sinh hoạt cá nhân. Bên cạnh chánh ngữ là ngôn ngữ hiền thiện thì chánh nghiệp hàm ý những gì tạo tác nên đi cùng với ý thức không hại cho mình, không hại cho người hoặc vô hại cho cả hai. Bài học chánh nghiệp đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng nội dung. Kính chân quả thưa thầy sư, cảm ơn cô Lan và Nguyệt. Thưa Phật tử, hôm nay chúng ta học sang chỉ phần số 4 của Bát Chi Đạo, chánh đạo tức là chánh nghiệp. Nghiệp có nghĩa là tạo tác. Và thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn tạo tác, dù chúng ta muốn hay không muốn, cách này hay cách khác. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì có nhiều người nghĩ rằng tôi không phải ai, tôi không làm gì hết thì như vậy là đủ. Kỳ thật thì sự tồn tại của mỗi con người đó nó luôn luôn là một cái điều kiện để tạo ra thứ này, tạo ra thứ kia. Và trong cái việc mà tạo tác, thưa quý vị, rất là dễ dàng để chúng ta mất đi cái ý thức là những gì mình làm đó nó có lợi hay hại như thế nào đối với bản thân của mình và đối với người khác. Nhưng mà khi đó chúng ta nói đến nghiệp, sự tạo tác đó, thì thông thường như khi nãy Hòa Thượng sư có đề cập là chúng ta có hiểu như là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Riêng ở tại đây, trong cái chi phần chánh nghiệp này là chỉ nói về thân nghiệp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và bởi chúng ta nói điều này dựa trên cái cơ sở căn bản như trong kinh về đế phân biệt, hay là kinh này chúng ta gọi là sự phân tích về đế đó, thì ở trong có định nghĩa bất chánh đạo rất rõ ràng. Do vậy, mặc dù cái tên gọi là Samakamanta gì là chánh nghiệp, nhưng mà chúng ta nên hiểu ở đây là thân nghiệp. Nói một cách khác là trong cuộc sống đó, về cái sự biểu đạt phô diễn ý nghĩa đó, thì chúng ta có hai phần là nói và làm. Phần nói là chúng ta đề cập đến phần chánh ngữ, và làm thì ở đây chúng ta đang nói đến đề tài gọi là chánh nghiệp. Ý thức rất là rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, và đặc biệt là đối với một hành giả đang tu tập, thì chúng ta luôn luôn thấy được rằng cái hành vi của chúng ta cần được chánh niệm, cần được ý thức, cần được đem vào trong cái tâm thường xuyên quan sát phản tỉnh, chứ không phải là mình tu rồi mình muốn làm gì làm. Thì thứ gì thứ nhất là chúng ta trở về cái ý nghĩa căn cội mà Đức Phật dạy về chánh nghiệp đó, nó gồm có ba phần. Một là không có sát hại sinh vật.
sinh vật ở đây tức là những vật có thức tánh, những sự sống mà nó đi kèm với thức tánh. Ví dụ như từ con mũi, con kiến, cho đến những con vật lớn như những con vật như trâu, bò, vân vân. Thì với một người tu tập, chúng ta không vì bất cứ một lý do, một quan niệm hay lập trích để đoạt mạng chúng sanh khác. Trong thời gian qua đây, chúng tôi có thỉnh thoảng nghe một vài cái lý luận là mình giết một con vật nào đó là một cách mình giải thoát cho được khỏi cái kiếp kiếp đó. Thì thật ra chúng ta phải để ý là đó là một cách nói mà không có cơ sở về Phật pháp. Mình không có giết, không có cách gì mình giết một mình làm cho con vật siêu thoát bằng cách giết đó hết. Dạ, cái đó không có. Dĩ nhiên là chúng ta không thể tuyệt đối tránh sát sanh. Ví dụ trong đời sống hàng ngày, mình dọn dẹp, lau chùi hay là mình lái xe, hoặc giả là mình sinh hoạt gì đó. Và trong sinh hoạt đó đó, nó có vô tình giết một con vật nào đó, nhưng nó không nằm ở trong cái ý thức là mình muốn giết nó, hay mình thấy nó, mình nghe nó chết, hay mình nghi nó giết chết cho gì, thì cái đó thì được. Bởi vì sao? Chúng ta không có đòi hỏi, chúng ta không có cái ý thức tuyệt đối ở tại đây là ở trong đời sống mà không có giết chết con vật. Nếu mình nói mình không có cách tuyệt đối thì mình không làm gì hết. Mình cầm tay lái, mình lái từ nơi này sang nơi khác, chắc chắn là mình có cán con vật này, con vật kia. Nhưng mình lái xe mình chỉ mục đích là mình đi từ một điểm tới điểm khác, mình không có cái ý định là giết con vật nào. Nhưng mà căn bản mà nói đó, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ là giết con vật là để chuyển kiếp cho nó. Mình không phải là thượng đế, cũng phải là thần thánh, và mình cũng có cách gì mình nói rằng giết nó rồi nó sẽ siêu thoát. Và rồi thứ quý vị, đoạt mạng chúng sinh là tạo cái nghiệp. Dạ, nghiệp đó nó khiến cho chúng ta trả quả về sau đã đành rồi. Nhưng cái nghiệp sát đó, nó lại khiến ngăn ngại cái con đường tu tập hiện tại. Đó là tu tập bát chánh đạo. Trong cái nói nôm na ở bên ngoài đó, mà ngày xưa người ta nói trong chữ Hán, người ta nói là ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Tức là ngũ giới mà không có những đó, thì con đường sanh về cõi trời, sanh cõi người đó, nó bị dứt đứt đoạn. Mình không sanh về cõi nhân thiên được. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói một cách khác. Dạ, một cách khác ở tại đây đó, là khi mà những cái pháp giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà mình không có hành trì đó, thì chúng ta không thể nào tăng tiến ở trong cái đời sống tu tập, như là tu tập thiền, tu tập thiền chỉ, tu tập thiền quán, hay là để có được chánh kiến, nhất tư duy. Chúng ta nên nhớ cho cái đó rất là nó có sự liên hệ mật thiết với nhau. Không phải nó chỉ ngăn ngại cái con đường từ người mà trong sự sát sanh ha, thì nó cũng ngăn ngại cho cả đường tu tập. Về điểm này thì chúng tôi có một lần nói chuyện với Ajahn Amaro, bây giờ là trụ trì của chùa Amaravati bên Anh Quốc. Ajahn Amaro là người Anh, thì vị này nói rằng có một số người Tây Phương họ vào trong chùa tu tập và họ chỉ chú trọng về thiền, họ không chú trọng về giới. Họ quan niệm rằng hãy họ bỏ nhà, họ vào chùa, họ bỏ nhà, họ bỏ nhà đi vào trong đường thì tu thiền thôi. Mà cái chuyện mà sát sanh trộm cắp tạng không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà Ajahn Amaro lại nói rằng cái kinh nghiệm bản thân á, là tại sao các quốc gia Phật giáo trước khi người ta tu thiền, người ta luôn luôn thọ trì ngũ giới hay bát quan trai giới. Tại vì lúc đó người ta ngăn một cái đoạn là từ giờ phút đó khởi đi, họ không tạo cái ác nghiệp, và nhờ như vậy họ có cái nền tảng để họ tu tập đi tới. Còn nếu mà mình đang sát sanh trộm cắp tà hạnh, và cái chuyện bình thường rồi bước vào hành thiền,
thì bảo rằng mình có tiến bộ thì không có tiến bộ được. Nó cũng là một cái nguyên nhân tối thất của rất là nhiều người. Và thứ vì cái thứ hai mà ở đây chúng ta nói là tránh nghiệp đó, có cái chi phần là không trộm cắp. Không trộm cắp là cái chữ mà chúng ta dịch. Đúng ra dịch cái chữ mà trộm cắp nó chỉ có nghĩa là mình lén lấy của người ta thôi. Nhưng mà chữ trộm cướp thì rộng hơn. Nhưng mà chữ trộm cướp nó vẫn có cái hạn chế. Bởi vì thật ra đó, cái chữ mà nó tương đối là tốt nhất để định nghĩa thì định nghĩa cái ý nghĩa mà chúng ta đang đề cập đến tại đây đó, thì thưa quý vị, đó là lấy của, không lấy của không cho. Dạ. Cái nào không phải của mình thì mình không lấy. Đây là điều rất là phổ gặp trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều lúc thưa quý vị, nhiều lãnh vực mà chúng ta nói về lấy của không cho, và tất cả chúng ta cần đặc biệt lưu ý về việc này. Cái không lấy của không cho nó không đơn thuần là đem trộm ăn cắp ăn cướp không, mà không lấy của không cho ví dụ như là một cái món đồ rơi của người khác, một cái túi ví tiền chẳng hạn, thì nếu có người nào đó nghĩ rằng người ta đến rơi là ta mất rồi, người ta mất thì mình có quyền hưởng dụng mình xài, cái đó thì đối với một người tu tập trải nghiệp cũng không làm như vậy, thì người đó sẽ hoặc là để yên đó và đem cái đó đến trình cho các cái cơ quan có chức năng để mà người ta tìm cách giao lời về cho khổ chủ, chứ không có mình nhân cái dịp người ta đánh mất như vậy mình lấy đi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chữ mà cái cụm từ mà không lấy của không cho mà Hòa Thượng Minh Châu dịch trước kia đó, thật ra đó là cái từ rộng nhất trong cái ý nghĩa liên quan đến trộm cắp. Và trong cái giới luật của người xuất gia đó có một cái điều ở trong giới bất cùng cụ gọi là trộm cắp đó, thì được định nghĩa ở trong Samanta Vasadika nó rộng hơn về cái chữ trộm cắp rất là nhiều. Thật ra nó cũng giống như cái cụm từ đồ chúng ta nói về sát sanh, thay vì nó không sát sanh thì chúng ta nói không giết hại sinh vật, và cái cụm từ thứ hai chúng ta gọi là không lấy của không cho đó, thì cái nghĩa nó rộng hơn là không trộm cắp. Ở đây nó có một vài cái ý tưởng mà chúng tôi được nghe một vài vị thiền sư trong lúc mà các ngài dạy thiền, cái này cũng có đề cập đến về cái chánh nghiệp mà không lấy của không cho. Thì nói ví dụ như là ở trong chùa có trường hợp bốc thập, một người họ cúng dường cái gì đó rồi không đủ chia đều cho tất cả thì bốc thăm, và trong lúc bốc thăm đó thì mình cố tình dùng một cách gì đó để loại khỏi một số vị không có được nhận cái thăm đó, để cho cái chuyện đi qua cái số thăm ít hơn. Thì điều đó nhìn thấy nó không phải là trộm, nhưng mà nó cũng là gây cho cái phương hại mất đi cái lợi lạc cho của người khác. Vì điều này chúng ta cũng phải lưu ý, nó cũng liên quan đến một phần thuộc về liên quan đến chánh nghiệp và liên quan đến điều mà chúng ta gọi là không lấy của không cho. Thứ vì điều thứ ba gọi là không tà hạnh, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là không tà hạnh trong các dục. Chúng ta thường nghe là không tà dâm. Cái chữ không tà dâm hay không tà hạnh ở đây đó là cái quan hệ xác thịt với một người
mà người đó có cái sự bảo hộ gìn giữ, yeah. Giống như ở bên tại một số các xứ là những người như tuổi thành bị thành niên đó, họ là có người sự bảo hộ của cha mẹ hay là một người có gia đình. Và ngược lại, từ ở phía người nữ cũng vậy, nếu người nữ có một cái liên hệ nào đó là mình đang được giám hộ với cha mẹ không đồng thuận hay là có gia đình, thì người đó sẽ không có quan hệ với người khác phái, bởi vì nó vượt ngoài cái điều kiện cho phép. Cái đó gọi là tà hạnh trong các tục. Thì ba điều mà chúng ta vừa đề cập đó là không sát hại sinh vật, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục đó, được xem là cái cách nói đơn cử, dạ, cách nói đơn cử cụ thể về cái gọi là chánh nghiệp hay là thân hành chân chánh hay là cái hành vi tạo tác chân chánh. Bên cạnh cái lời nói là chánh ngữ, dạ, bên cạnh lời nói là việc làm, lời nói là ngữ, việc làm là nghiệp. Ở đây chúng ta nên hiểu như vậy. Mặc dù trong danh từ Phật học có nhiều chỗ đó thì lời nói cũng là một cái tạo nghiệp, nói cũng là tạo nghiệp, nhưng ở đây thì chúng ta nói đơn thuần là thân nghiệp, cũng giống như câu là nói và làm, thì nói thuộc về chánh ngữ và làm thuộc về chánh nghiệp, chúng ta phải để ý. Bây giờ thì chúng ta sang một điểm khác. Mặc dù có đề cập phía trên về ba điều gọi là sự đơn cử cụ thể của chánh nghiệp là không lấy của không cho, không sát hại sinh vật, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục. Nhưng mà không tà hạnh trong giáo dục, nhưng mà nó có những chuyện trong cuộc sống hàng ngày và chúng ta cũng lưu ý là mặc dù chưa gọi là sát sanh, nhưng mà cái việc mà gây tổn thương, đánh đập người khác cũng là một thứ không được gọi là chánh nghiệp. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái người tu tập chánh nghiệp không thể đánh đập người khác, cái đánh đập gây đau thương, gây tổn thương cho người khác đó, nó lại là một thứ nghiệp không có hiện tiền. Nói cách khác là dù chưa giết chúng sanh nhưng mà làm tổn thương, làm đau khổ cũng là một việc cần phải tránh, gọi là chánh nghiệp. Thậm chí trong điều thứ tư mà chúng tôi có ghi ở tại đây là trong những trường thiền, các vị thiền sư khuyên những hành giả tu tập nên có cái ý thức về hành vi của mình. Có những cái nghiệp mà chúng ta không nghĩ là nó là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nhưng đó cũng là cái nghiệp cần phải tránh. Ví dụ như là mình đi đứng gây ồn ào, cái sự gây ồn ào cho người khác, hay là ở trong lúc mà những vị thiền sinh sống gần với nhau, chúng ta vô cớ mà đốt lửa thật sáng, làm chi phối tâm tư của người khác. Hoặc giả là có những cái nghiệp mà chúng mình nghĩ là nó ảnh hưởng gì nhiều, ví dụ dùng nhà vệ sinh, dùng xong mà không dọn dẹp sạch sẽ, và có nhiều người sử dụng nhà vệ sinh một cách rất là bừa bãi, và rất là bừa bãi lắm, khiến cho người đi sau vào sanh ra khó chịu. Thì các vị thiền sư nói rằng mình tu, mình cũng nên ý thức về những hành động đó. Hay thứ gì chúng tôi được biết là ở tại các quốc gia mà tiến bộ và trình độ dân trí cao á, người ta có một điều đại kỵ là làm ồn ào, gây phiền cho hàng xóm. Ở Việt Nam chúng ta hồi xưa là chỗ nào càng ồn ào càng vui, nhưng mà bên Mỹ này, ở bên Mỹ mà chúng tôi ở đó là cái nơi nào mà tương đối là khu sang trọng, khu nhà có cái láng giềng tốt đó, thì người ta càng sống yên lặng. Và cái khu nhà nghèo, những khu mà tương đối là hỗn độn đó, thì người ta mới mở nhạc um sùm, mới thường xuyên để mà tiệc tùng
làm loạn, làm phiền hàng xúc với âm nhạc của mình. Cái này đó là một cái cách sống, một cách sống rất là tự nhiên với một người có chánh niệm, mà trong đó chánh niệm và ý thức được những gì mình đang làm. Thí dụ như chúng ta đi vào trong thư viện, đi vào thư viện, mình cần cái gì nói thì nói vừa đủ cho hai người nghe. Hay đi vào chỗ công cộng, chúng ta không có lớn lối, không ồn ào, giống như mình một mình một chợ, thì cái đó nó cũng là chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây chúng ta nên hiểu rằng mình không làm phiền, không làm tổn thương, không gây khó chịu cho những người khác bằng cái hành động của mình. Rất là khó khăn để những người sống trong cuộc đời này có cái ý thức được là mình rất nên tự chế. Rất nên sống một cách, ngày nay người ta dùng chữ sống văn minh, đến sống có dân trí cao, sống một cách có hiểu biết. Ngay cả một cái người mà tu tập trong trường thiền đó, mình nếu biết mình đi đứng và tạo thành âm thanh gọi là lệch sạch, âm thanh mà có nhiều người đi cái tiếng động lớn lắm, thì các vị thiền sư khuyên mình nên có chánh niệm, ý thức lại để được làm phiền người khác. Một cái người mà sống mà luôn luôn mang một ý thức rằng mình sẽ không làm phiền người khác, thì người đó là người có khả năng tu. Còn cái người sống đó mà làm phiền người ta sao cũng được, và sẵn sàng lúc nào làm phiền người khác, và khi làm phiền người khác mình cảm thấy mình vui, mình thích tôi đó, thì thật ra người đó khó tu lắm. Cái tâm của con người tu đó, thứ nhất một điều là nếu cái gì mình nói, cái gì mình làm, cái gì mình thể hiện trong bên ngoài mà nó gây phiền cho người khác, thì mình phải nói không có chính mình trước, không làm cái chuyện đó. Có nhiều người lạ lắm, thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thân mẫu chúng tôi thường nói rằng là một cái người có giáo dục đó, khách đến nhà không có chửi, không có đánh con cái. Con cái có là hư, ta đi về rồi thì mình mới kêu ra mình đánh. Hay là khách đang ngồi đó, mình không cầm cái chổi quét, tại vì mình quét bị một là bụi bay, và thứ hai là người khách họ cảm thấy họ không được tôn trọng. Nhưng mà những cái điều này là những điều tối thiểu, đôi khi người ta không có để ý. Thì vào trong trường thiền cũng vậy, đôi khi các vị thiền sư phải nhắc rằng dĩ nhiên là với một người tu tập á, thì mình khuyên là thích nghi với mỗi hoàn cảnh. Một người tu tập phải có khả năng ghi nhận mỗi hoàn cảnh, đó là về phía người tu tập. Nhưng các vị thiền sư cũng nói rằng đại chúng đang tu tập mà mình làm ồn ào, thì thứ gì, cái đó nó tạo ra cái nghiệp mà không nghĩ. Hồi xưa chúng tôi ở California đó, đi tu tập, đi tu thiền, có một cái cô Phật tử đó, không biết vì cổ thiếu ý thức hay là vì cổ làm việc thói quen hay là trình độ sau đó, mà cái chuyện mà quét dọn, hút bụi luôn, vâng, trong cái giờ mà đại chúng dùng cơm hay là những giờ sinh hoạt nghỉ đang chấp tác thì mình có thể làm được. Nhưng mà cô này cổ có một cái thói quen là cổ không hành thiền, nhưng trong lúc người ta đang hành thiền thì cổ cứ dọn dẹp, dời cái này qua cái kia, quét này quét cái kia, nó ghi ra những âm thanh ồn ào. Mà cho đến lần thứ ba thứ tư, ngài thiền sư mới gọi cô lên và la cô, thì cô xin sám hối. Và đó là một điều chúng tôi thấy rất là lạ, đó là tại sao một người họ nghĩ thế nào mà đại chúng đang ngồi yên lặng để mình có thể mình làm phiền đại chúng như vậy. Thì điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là cái chánh nghiệp chúng ta nên hiểu rộng. Dĩ nhiên căn bản là không lấy của, không sát hại sinh vật, không lấy của, không cho, không tà hạnh trong các dục. Nhưng mà chánh nghiệp nó còn vừa lên trên một cái ý thức. Quan trọng khác là làm cái gì
mà có hại cho mình, hại cho người, hại cho cả hai thì mình không làm. Ở đây chúng ta cũng phải đề cập đến một cái chuyện rộng hơn, là nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh điển của Phật giáo đó, và nếu vị nào có xuất gia và học Lục Tạng đó, thì ở trong luật xuất gia nó có một số điều kiện, có một số điều học, một số học giới đó nó liên quan đến cái môi trường sống. Một vị tu sĩ đó không có, không thể không biết về cái việc hủy hoại môi sinh. Nếu chúng ta hủy hoại môi sinh đó, nó lại là một cái điều thật sự không có đi đúng với lời Đức Phật dạy. Tại vì sao vậy? Cái môi trường sinh thái đó, trong cái nhìn của người Phật tử, nó liên quan đến người, liên quan đến Phật, và liên quan đến những chúng sanh mà gọi là khuất mặt hay là vô hình, như là chư thiên hoặc là hóa sanh vân vân. Vì vậy chúng ta làm gì, chúng ta nói gì mà nó hủy hoại môi sinh, thì vì đó chúng ta cần phải ý thức. Ở chùa chúng tôi biết có một Phật tử, cô này cũng có một điểm rất là hay, là mỗi khi mà phải dọn một cái nơi nào đó để cho xây cất, phải đúng cây hay là phải dời đổi gì đó, thì cô cũng hay nguyện, dạ, nguyện đem tâm từ trải đến cho những chúng sanh đó, và cầu nguyện tất cả chư thiên, tất cả bậc thiện thần, những vị mà đang cư ngụ tại đó, đó được an lạc, xin tùy hiểm với cái nỗ lực để chỉnh an ngôi chùa hay chỉnh an ngôi nhà. Thứ nhất là cái tâm của vị đó có nghĩ đến, dạ, tâm vị đó có nghĩ đến khi mà mình dời đổi, khi mà mình làm cái này việc kia, chứ không phải là mình ưng cái gì làm cái đó. Cái tâm của người mà ưng cái gì làm cái đó, đánh đổi mà mình bất chấp, thì thật sự đó là một thái độ rất là thiếu ý thức, và vì đó rất là khó thu. Mặc dù cái đó nó không rơi vào trong chánh nghiệp mà Đức Phật đề cập đến ba điều ở đây, nhưng mà người tu nên hiểu đó chánh nghiệp. Quý Phật tử mà tiếp tục theo đạo học cái lớp pháp cú mà Thượng Từ Siêu dạy đó, sẽ đến lúc quý vị đọc một cái câu chuyện là một vị tỳ kheo muốn đốn cây để làm gốc, và trên cây đó có một vị nữ thọ thần. Vị nữ thọ thần này đã xin vị tỳ kheo đừng đốn, xin ba lần như vậy, mà vị này nhất định đốn. Và nữ thọ thần này đó, đến lần thứ ba khi bị cản không được và bị tỳ kheo quyết định cây đó, vị nữ thọ thần đứng giật cổ và cổ cho vị tỳ kheo chết. Nhưng mà nhớ lại Đức Phật, nhớ lại vị này đệ tử Phật, thành ra không làm như vậy. Vị này đã đến gặp Đức Phật khóc. Thì Đức Phật kể có nói là bài kệ, ở trong bài, trong cái kệ ngôn đó Ngài dạy rằng ai mà có thể nhận được cái cơn phẫn nộ, cơn cuồng nộ của mình, thì Như Lai mới gọi đó là người đánh xe. Còn những người kẻ khác chỉ là kẻ cầm dây đứng chờ thôi. Nhưng có đó câu chuyện sao? Chúng ta phải nói một điều rằng trong cuộc sống nó luôn luôn có những điều mà chúng ta làm nó gây phiền phức cho người khác. Ví dụ như mình đóng cửa trong mà không có ý thức rằng mình đóng cửa như vậy làm phiền người khác. Có khi ta ngồi ta nghe giật mình thì có thể đóng cửa nhẹ nhàng một chút. Người ta đang tu tập, mình đừng bày ra những chuyện gì làm ồn ào, có sự tôn trọng. Cái đó cũng gọi là chánh nghiệp. Phòng của người khác đó, mình có sự tôn trọng, mình không có đi lung tuồng vào, mà muốn đến mình gõ cửa một chút, đó là sự lịch sự tối thiểu. Những điều đó nó không có lớn chuyện như ba điều chúng ta liên quan đến chánh nghiệp. Nhưng mà sống ở trong cách tôn trọng, trong cách cư xử, mà gọi là tốt đó, thì nó đều nằm ở trong cái gọi là hành vi của chúng ta hết. Và cái cuộc sống người tu càng tu tập đó, thì càng giảm thiểu. Ví dụ như mình gọi điện thoại mà người ta không thích nghe thì mình sẽ không gọi hoài. Mình làm chuyện gì đó mà gây phiền não cho người khác, mình không biết, mình cứ làm cho đến khi người ta
người ta phải lên tiếng đó, thì thật sự chuyện đó nó quá đi. Thì các vị thiền sư nói rằng đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu tập là mình chỉ để ý vào đề mục tu, chỉ biết cái chuyện tu mình thôi, mà mình phải ý thức được rằng cái chuyện mình làm đó nó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Ví dụ một cái bình bát mình để sai chỗ, ví dụ như mình xả rác chẳng hạn, nó xả rác nó không phải là chánh nghiệp, nhưng mà chúng ta tưởng tượng là mình quăng rác xuống, ai lượm, ai nhặt rác nó lên, thì có khi là một người đang tu tập, thậm chí là chư tăng hay là có thể một vị sư cả trong chùa phải đi nhặt, thì cái đó vừa phải. Có những vị mà đi hành thiền lại không để ý chuyện đó, mình nghĩ con xả rác đâu có chuyện gì, nhưng mà xả rác nó cũng là một phần chúng ta cần để ý trong cái gọi là cái chánh nghiệp, tức là cái hành vi mà hiền thiện. Hiền thiện đúng nghĩa là không phương hại cho ai. Dĩ nhiên là ở trong kinh không giờ đề cập đến những xả rác như vậy. Tại vì sao vậy? Cái chuyện tương đối nó nhỏ so với giết hại sinh vật, lấy của không cho, tà hành không cắt dục. Nhưng khi chúng ta càng tu thì chúng ta càng ý thức được một điều rằng một người tu tập đúng nghĩa là người hành động có ý thức. Hành động có ý thức ở đây là không làm phiền, không làm hại, không gây phiền não cho người khác vì cái hành vi của mình. Và các vị thiền sư cũng nói rằng, cũng dạy đó, là nếu chúng ta tu tập mà liên quan đến hành vi thì không phải chỉ có hại người mà còn có hại mình nữa, mình cũng ý thức. Cái gì mà mình làm và cái việc lâu ngày nó hại đến mình cũng ý thức. Ví dụ như mình ăn một món gì đó mà nó hại cho sức khỏe, mình làm một chuyện gì đó mà nó hại cho bản thân thì mình cũng không làm. Tại vì sao? Tại vì cái đó nó cũng phải là hành động chân chánh, không phải làm đi đáng có, tức là hành động có ý thức. Và ý thức ở đây là làm cái gì để tránh hại người, hại mình, hại cả hai. Thì thưa quý vị, tuần trước đây chúng ta nói về chánh ngữ, và tuần này chúng ta nói về chánh nghiệp. Chánh ngữ liên quan đến lời nói, chánh nghiệp liên quan đến hành động hay là việc làm. Và việc làm ở đây thì chúng ta nên hiểu đó là việc làm của thân. Thân tình mà nói thì cái chánh ngữ đó, đôi lúc chúng ta bớt lời nói hay là kìm lời đó thì chúng ta tránh được. Nhưng mà riêng đối với chánh nghiệp là mình phải có chánh niệm nhiều lắm, mình phải có hiểu biết nhiều lắm, có ý thức nhiều lắm mới không có làm phương hại đến người khác. Chúng tôi sống ở trong chùa đó, là có một Phật tử mà cô này đó, cô có một điểm rất là tốt là cô hay dọn dẹp bàn thờ vong, tức là bàn thờ các cái, những người thời người mất ở chùa, là cô hay trưng qua quả. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái phòng thờ đó thì chúng tôi vẫn thường nhắc là mình làm thế nào mà đừng có để những cái như là cây chổi hay là những món này món kia, tại vì nó không phải nhà kho. Nhưng mà chúng tôi nhớ rằng nhiều năm qua, năm 7 năm qua chúng tôi nói thì cô cũng thay đổi được, không thay đổi được. Tại vì sao vậy? Là tại vì cô nghĩ là cái sạch sẽ đó, đây là cái mà chúng tôi đoán thôi, sạch sẽ là trên bàn thờ thôi, chứ trong cái phòng nó không liên quan cả, cái phòng để sao cũng được. Dạ, có khi để bàn, để ghế, để này, để kia, rồi phần tử hồi tiếp tục chắc lên đó thì để ngoài vậy. Mà chúng tôi có nhắc là đó là nơi thờ phượng, thì chúng ta làm sao để mình những cái đừng có biến thành nhà kho, mình chuyện thay đổi được. Đó là liên quan đến quan niệm. Và cái quan niệm này đó thì cần được thay đổi. Ở trong cuộc sống này, chúng ta càng sống càng văn minh thì cái chữ văn minh ở trong cái cư xử, ở trong hành động, nó đều liên quan đến một cái chữ mà chúng ta rất cần phải có, đó là sự tôn trọng. Tôn trọng ở đây tức là không làm phiền người khác, từ ở những nơi công cộng
Như hồi nãy chúng tôi nói rằng, hai người vào trong thư viện, người ta đang cần cái không khí yên tĩnh để đọc sách, mà hai người nói chuyện quang quang, thì cái nói chuyện quang quang đó không là tạ ngữ. Có thể người ta không biết chúng ta nói cái gì, chúng ta nói tiếng Việt, nó không phải tạ gì. Nhưng cái âm thanh mà tạo ra ồn ào, là khuấy động quần chúng, khuấy động mọi người đang nghe, thì đó là cái tà nghiệp. Dạ. Chúng ta không biết là tà ngữ mà là tà nghiệp. Mặc dù chúng ta nói điều rất đáng nói, như là đầu xe ở đâu, hay là chừng đầu ra vân vân, mà chúng ta nói không tôn trọng người khác. Và ngay khi chúng ta lên xe bus, ngồi trên xe bus kia ngồi chúng ta thôi. Nhưng mà ví dụ ở Việt Nam, chúng tôi không biết sao, nhưng mà ở đây đôi khi ít có ai muốn làm gì đến mình. Nhưng mà mình có một cái bao đồ thì mình để dưới chân, thì mình để cái ghế bên cạnh, mà trong lúc người khác cần chủ ngồi, thì chúng ta nên ý thức, nên ý thức lấy cái bao xuống để ra ngồi. Cái đó nó cũng là một thứ, một cái hành động chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Khi chúng ta vào trong đường thiền tu tập mà lấy cái chổi, lấy cái dao, lấy cái đồ xúc rắc, lấy xong làm trong đệ đó mà không có trả về đúng vị trí, không đặt đúng chỗ, để khiến cho những người cần đến đụng nó đi tìm giáo giác tìm thằng kia, cái đó cũng là một cái hành động không được, không được tôn trọng, hành động thiếu ý thức. Một cái người có ý thức đó, lấy vật gì rồi sẽ trả về ngay chỗ cũ, vì nghĩ rằng sẽ có người đến tiếp tục, sẽ có người đến tiếp tục ta sử dụng, không cần đi tìm. Thế còn giải chúng ta lên máy bay, mình vào sử dụng nhà vệ sinh, mình đi ra, cả ai cũng nghĩ xong rồi thôi. Nhưng mà tất cả những tạp chí mà nói về du lịch, họ đều đề cập đến một chuyện mà gọi là phiền phức nhất của du khách, của những người khách đi máy bay đó, là khi bước vào nhà vệ sinh, thấy rằng cái người trước đó mình sử dụng nhà vệ sinh không có sạch sẽ, sử dụng nhà vệ sinh bừa bãi, làm cho có cảm giác khó chịu cho người đến sau. Đó là chuyện thực xảy ra. Và nếu chúng ta không có đủ sự văn minh, không đủ sự giáo dục, không đủ sự ý thức, thì mình nghĩ rằng mình xài nhà vệ sinh thôi, mình bước ra không có không chuyện gì tới mình ở bên nữa. Và ngay trong trường thiền, các vị thiền sư vẫn nhắc chúng ta nên lưu tâm về việc đó. Ở trong đường thiền có cả trăm người, năm mấy chục người sử dụng, và nếu chúng ta vào nhà vệ sinh đi ra mà nhà vệ sinh bừa bãi, không sạch sẽ, thì có bao giờ chúng ta ý thức được rằng cái sự bừa bộn, cái sự vô ý thức đó, nó gây ra cảm giác khó chịu cho người tiếp theo sử dụng. Chúng ta phải nghĩ thế. Nên chi đơn cử thì cứ đơn cử. Dạ. Quý vị nhớ rằng khi Đức Phật Ngài dạy về gì đó, Ngài dạy rất cụ thể, rất rõ ràng. Dạ. Chánh ngữ là không có nói sai sự thật, không nói lời lưỡng thiệt là chia rẽ người khác, không nói lời độc ác hay là nói lời khai nghiệt, không nói lời nhảm nhí vô ích. Nhưng ngoài những lời nói đó ra, những lời nói trêu ghẹo người khác, những lời nói mỉa mai người khác, nó không phải là nói dối, nó phải là độc ác, nó chỉ là lời nói trêu ghẹo, mông đùa. Nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm ý thức rằng cái lời nói đó người ta nghe, người ta có khó chịu không? Nếu mình trêu ghẹo khác thì khó chịu, thì cái đó mình cũng không nên nói, mặc dù nó chưa nằm ở trong bốn điều chánh ngữ. Đừng đơn cử. Chánh nghiệp cũng vậy. Chánh nghiệp ở đây đơn cử chỉ có ba điều: không lấy của, không sát hại sinh vật, không lấy của, không cho, không tạ hạnh, không khắc dục. Nhưng nếu một người tu tập mà hủy hoại môi sinh, làm phiền người khác, lấy đồ ở trong chùa một nơi bỏ một nơi khác, không có để cho nó hư hỏng đi, thất lạc, cái đó nó cũng tạo nghiệp bất thiện. Và khi mà chúng ta vào tu tập đó thì những cái việc đó chúng ta phải hiểu, phải có ý thức. Dĩ nhiên là các vị tiền sư thường dạy những cái pháp tu, thế nào là
ngồi thiền, thế nào là đi kinh hành, thế nào là niệm lòng từ. Và các vị thiền sư không thể nói hết cho chúng ta biết những gì gọi là nên làm, nên tránh ở trong một ngôi chùa. Như rồi dân già đó, riêng những chuyện phiền toái phải nói thôi. Chúng tôi nhớ rằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, bản thân Đức Thế Tôn là một vị quân vương, từ cái cung cách ni chứng, nói năng, hành xử, ăn uống của ngài rất là đẹp, rất là cao quý. Nhưng mà rồi những đệ tử trong thời kỳ sơ thời của Phật giáo đó, như ngài Mục Kiều Trần Nhất, như ngài Uduvila Kassapa, và những người em, hay là ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Maha Ca Diếp, vân vân, thì các vị được xuất thân là những vị trí thức, được xuất thân là những người có giáo dục. Và do đó cái ngôn từ, cái hành xử của các ngài được tốt đẹp. Cho đến về sau này, khi mà tăng chúng mở rộng ra, phát triển mạnh ra, và Đức Phật cho phép nhận những người xuất gia từ nhiều cái nơi cần khác nhau, từ nhiều trình độ khác nhau xã hội, kiểu như nó có những việc mà Đức Phật phải ban hành. Và chúng ta học trong Ư Học Pháp đó, về cách đi, cách ứng, cách ăn, cách nói. Ăn mà ngồi mà ăn mà không có chánh niệm, ăn một cách thô tháo cũng đều là điều Đức Phật dạy nhắc ở trong giới luật, là một điều luật ban hành. Tại vì sao vậy? Tại vì điều đó đó nó có một cái ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân và cho cộng đồng tăng chúng, và cho bốn chúng để tự Phật được. Thì khi chúng ta học Phật Pháp đó, có nhiều việc mà chúng ta nên hiểu, hiểu một cách rộng, mặc dù không có đơn cử, không có nêu rõ như vậy, nhưng mà chúng ta nên hiểu rộng. Và một điều mà ngày nay mà ít có người để ý đấy, đó là sự tàn phá môi sinh. Có một cái thực trạng là chúng ta đang làm ô nhiễm trái đất, chúng ta đang làm quỷ bạo hoại môi trường sống bằng cách tiêu thụ một cách bừa bãi, tiêu thụ một cách không có ý thức. Và điều này thì thời Đức Phật thì ít có khi được đề cập đến. Tại vì sao? Tại vì lúc đó cái dân số của nhân loại thì quá nhỏ so với cái trái đất bao la mênh mông. Lúc bây giờ sự tiêu thụ của nhân loại đó, nó dựa trên những cái nông sản, nông phẩm. Và những nông sản, nông phẩm này nó không có nhiều cái khả năng, nó không có nhiều cái khả tính để đe dọa cái môi trường sống. Chúng ta bây giờ thì có vô số thứ, chúng ta bây giờ có vô số cái cách để mà chúng ta làm hại đến môi trường sống. Xài quá nhiều giấy, nó hại rừng, tại vì người ta đốn rừng lấy gỗ để làm giấy. Chúng ta thải ra nhiều cái độc tố để làm cho nước bị ô nhiễm, và nước càng ngày càng cạn kiệt. Chúng ta dùng quá nhiều đồ plastic, và nhiều đồ plastic này không thể phân hủy. Ở trong thời gian 30 năm, mình đã tạo thành một sự ô nhiễm cho môi trường. Bây giờ chúng ta lại thấy khắp nơi mọi người là kêu gọi, ngay cả bây giờ nếu chúng ta thấy đó, nhiều cái ống hút, cái straw đó là người ta đã bắt đầu làm bằng giấy cuốn lại, thì dĩ nhiên là nó mau rã, nó mau khi nhúng nước lâu nó mới được tốt như là bằng plastic, nhưng mà nó có hại cái môi trường. Hay còn giảm bây giờ có một vài nơi họ làm cái ống bằng mấy cái thân nhỏ, như cái lao sậy chẳng hạn, hoặc giả là họ làm ống bằng metal, bằng kim loại, để có thể tái sử dụng nhiều lần, giảm bớt đi cái ống hút bằng plastic. Cái đó cũng là một cái ý thức về bảo vệ môi sinh. Và nếu chúng ta nói, chúng ta cãi rằng đâu có, mình đọc trong kinh đâu có thấy Đức Phật này nói gì vấn đề bảo vệ môi sinh, sao bây giờ mình nói mình thêm chi vậy? Nhưng các vị thiền sư nói rõ rồi, chúng ta sống thiếu ý thức mà hủy hoại môi sinh, tức là hủy hoại cái môi trường sống của những sinh vật khác. Và điều đó nó dẫn đến một tác động dây chuyền tai hại. Một cái chuyện xả rác 17 chúng ta nó không đủ làm
tiêu diệt một cái chủng loại, nhưng mà cái sự tiêu thụ bừa bãi, tác động môi sinh có thể làm cho rừng, cái diện tích rừng giảm đi nhiều lần và không có sự sống tiếp tục, và làm cho con người bị nhiều chứng bệnh. Khi mà chúng ta ý thức được cái ảnh hưởng dây chuyền, ý thức sâu xa như vậy đó, mặc dù những cái việc mà xả rác hay là tiêu thụ cách bừa bãi nó không phải là gọi là trực tiếp sát hại sinh vật, nhưng mà ở đó chính là một cái ý thức liên quan đến cái hành vi tạo tác. Mà nếu chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào đó mà quan trọng chánh nghiệp bằng cách là tiêu thụ một cách có trách nhiệm. Chúng ta sống có ý thức là làm sao để không làm ô nhiễm cái môi trường, không làm cho người đến sau sử dụng nhà vệ sinh đến sau cảm thấy ngộp, cảm thấy khó chịu vì nhà vệ sinh mình sử dụng rồi nó bừa bãi lôi thôi. Làm sao cho đại chúng không bực bội khó chịu khi mà những cái đồ đạc ở trong chùa, ở trong cái thiền viện, lấy chỗ này bỏ chỗ kia, bỏ chỗ nọ. Thật ra thì với một người mà có cái giáo dục tương đối thì việc này không cần nhắc. Nhưng chúng tôi thưa quý vị là có rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra ở trong các cái nơi trung tâm trung tập. Và những vị thiền sư trong lúc mà có những buổi họp hàng ngày để hướng dẫn tu tập cho đầy chúng thì cũng phải nói, và đừng nói đến các trường thiền, thời Đức Phật còn tại thế đã không biết bao nhiêu lần Đức Phật gọi chư tỳ kheo lên, ngài ban hành những học giới liên quan đến những điều này. Khi mà ngài thấy rằng những điều đó nó tạo nên những cái điều tiêu cực, những điều không tốt đẹp cho tăng chúng, thì ngài vẫn ban hành giới luật. Vì vậy trong cái cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, là người Phật tử, khi mà tu tập thì nó có cả ba phần là giới, định và tuệ. Và không phải chỉ có mình ngồi xuống mình niệm hơi thở, niệm tâm từ hay là mình đi kinh hành là nó liên quan đến việc tu, mà nó còn có một điều là chúng ta phải kiên tránh những cái lời nói, hành động hay là cách mưu sinh mình giữ việc này nó gây phương hại đến người khác và tạo cái nghiệp ác cho mình. Và không phải khi mà nói đến những kiên tránh đó, thì chúng ta chỉ nói đến những điều gì, điều 1, điều 2, điều 3 được đưa ra ở trong các bài kinh, số bài kinh nào nói hết đó. Chúng tôi bảo đảm với Phật tử là ở trong các bài kinh không có bài kinh nào mà nhắc chúng ta là đừng xả rác, hay là mượn lấy đồ đạc, lấy cái buồn, lấy cái tô, lấy cái giá, lấy cái cút chỗ này, đừng để quăng bừa bãi chỗ khác, đem về chỗ cũ. Ở bài kinh sẽ nhắc hết những chuyện đó. Nhưng một khi mà chúng ta sống có ý thức rồi thì chúng ta hiểu được là mình sống thế nào cho đẹp, sống thế nào không làm phiền người khác, sống thế nào và tự mình cảm thấy rằng mình sống không có, không gây ra những cái phiền hà. Khi mà chúng tôi sang bên Mỹ thì chúng tôi nghe một số người than phiền về xã hội Mỹ thế này thế khác. Thì chúng tôi không nói xã hội Mỹ xã hội hoàn hảo, nhưng mà chúng ta cũng học được rất là nhiều điều, học được rất là nhiều điều. Một trong những điều mà chúng ta học đó là cái sự tôn trọng đối với láng giềng. Mình ở trong một khu gia cư mà mình chỉ biết mình thích mình tìm mấy cái loa thật là lớn mình mở nhạc ầm ĩ như vậy đó, và nghĩ rằng không ảnh hưởng tới hàng xóm đó, thì chuyện đó không có được. Tại vì không phải ai cũng thích nghe nhạc, ai cũng thích âm thanh chói tai. Và chúng tôi cũng phải nói một điều rằng những người mà sống không có để ý, không ý thức như vậy đó, rất khó tu, và rất khó tu. Bởi vì cái người tu tập á, nếu mà mình đọc kỹ lời kinh, gọi là kinh Metta Sutta, kinh tâm từ đó, kinh từ bi đó, thì mình sẽ thấy rằng không phải mình đơn giản mình ngồi xuống mình niệm tâm từ được đâu. Mình niệm tâm từ đó, nó bao gồm nhiều cái tánh hạnh, thí dụ như là tánh định chánh trực, thí dụ tánh định mình không có rộn ràng, tánh định cái tâm đời sống nội tâm mình nó sâu lắng,
thanh tịnh, sống tri túc, không có rộn ràng, vân vân. Tại sao tu tập tâm từ này cần đến như điều đó? Chúng ta cứ tưởng tượng nhé, một người mà luôn luôn không bao giờ có cái ý thức được là cái gì mình có hại cho người, cái gì làm phiền người khác, mà người đã bảo tu tập có tiến bộ, người đó không có, dạ không có. Và cái thói quen của một người tu tập luôn luôn là phải nằm ở điểm này, sống làm sao có ý thức. Một cái người gọi là văn minh, một cái người là người có tu, một cái người gọi là người sống có ý thức, thì luôn luôn hãy mình biết là cái chuyện đó là phiền người khác, chứ khoát không làm. Nếu là phiền người khác, chứ khoát không làm. Chúng ta có tu đến đâu đi nữa mà mình vào trong nhà vệ sinh, mình làm bừa bãi, sử dụng bừa bãi, nước lung tung, rác bỏ lung tung, rồi đi ra, thì cái đó không bao giờ tu được. Chúng ta không phải nói quá đâu, nhưng mà tưởng tượng cái một người sống mà không bao giờ nghĩ đến người khác, thì làm sao mà mình có thể tinh tiến trong sự tu tập được. Đôi khi cái cách đối với Đức Phật, Ngài có nhiều cách nói, thí dụ như mình nghĩ về thiện và bất thiện, thì chúng ta nghe nói thiện có nghĩa là khéo léo, thiện có nghĩa là nhân lành cho quả vui, vân vân. Nhưng có nhiều khi Đức Phật định nghĩa thiện và bất thiện như vậy, cái gì có hại cho mình, có hại cho người, có hại cả hai, đó là bất thiện. Cái gì không có hại cho người, không hại cho mình, không hại cả hai, và nói cách khác là cái gì có lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người khác, lợi lạc cả hai, thì cái đó gọi là thiện. Như vậy Đức Phật Ngài có nhiều cái định nghĩa lắm, chứ không phải một định nghĩa gì chúng ta nghĩ đâu. Và trong cái đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy, hễ mình ngồi xuống mình tu, không phải đơn thuần là mình theo dõi hơi thở, không phải đơn thuần là mình tu tập chánh niệm mà mình tiến. Tại sao mình không tiến được? Tại coi chừng là lời nói, hành động và cái mưu sinh của mình nó có sự bất ổn đối với thiện pháp, nó không tốt, thì chúng ta không đi xa được. Và do vậy trong cái cuộc tu đó, mình không phải chỉ cải thiện một thứ, mình cải thiện nhiều thứ. Chúng tôi có biết một vị sư, vị sư này có điều như vậy là cái chuyện gì của vị này, một người bị đó thì bị rất kỹ lắm, dạ rất là kỹ, nhưng mà cái gì mà của người khác thì bị nó bất chấp, bất cần, nghĩa là xài thoải mái, sử dụng thoải mái mà không bao giờ biết, không giống như người khác. Thì thật ra ở ngoài đời nó chỉ là một cái tập tính thôi, nó là một cái tính cách rồi, người ích kỷ, chỉ biết lo cho mình. Nhưng mà chúng tôi bảo đảm là một cái người như vậy không tu được. Tại vì sao? Tại vì thật ra cái cuộc tu nó đến từ cái ý thức về sự tôn trọng và cái lợi ích của những người xung quanh. Một cái người tu mà không có tâm từ, một cái người tu mà không có ý thức về tôn trọng người xung quanh, không tu được. Chúng tôi bảo đảm quý vị, nếu mà đọc kỹ vào trong chánh ngữ, chánh nghiệp, cái điều đó rất là cần. Ở đây không phải là câu chuyện moral, không phải là câu chuyện dạy đời người khác, mà nó là một sự thật. Mình tưởng tượng đi, mình ngồi thiền xong ra ngoài, ngoài sân mà rác rưới mình đủ gì vứt bừa bãi, thì cái đó không tốt được. Khi mà chúng ta chiêm nghiệm và kiểm được bát chánh đạo, tại sao chúng ta phải học từng phần? Tại vì chúng tôi rất là sợ khi mình học thoáng qua, cái này có 3 điều, 4 điều, những điều này mình hiểu hết. Không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu bát chánh đạo trong cách hiểu mà áp dụng cụ thể vào trong đời sống. Chúng ta phải hiểu bát chánh đạo ở trong sự sâu lắng nhất. Và khi mình nói đến lời nói chân chánh, hành động chân chánh, thì mình phải hiểu rất rõ rằng trong lời nói, hành động đó có sự tôn trọng, có từ tâm, không gây phương hại, không làm bất lợi ích của bản thân hay của người khác, và đặc biệt là những người xung quanh mình. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài học ngày hôm nay liên quan đến chánh nghiệp. Và bài học tới chúng ta sao về chánh mạng, một cái đề tài mà cũng phải nói rất là tế nhị trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây. Chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Mà thấy hiện tại có Hòa Thượng Từ Siêu và Thượng tọa Hóa Thực. Cái bài Hòa Thượng Từ Siêu, không biết là Hòa Thượng có ở trước máy và có nghe được không? Giờ kính cung thính Hòa Thượng có những lời chia sẻ khi mà chúng ta đề cập đến chánh nghiệp
chính tỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý Phật tử, xin có một vài lời chia sẻ với quý vị qua cái bài học hôm nay nói về chánh nghiệp. Giống như chúng tôi đã nói trong cái lời dẫn dắt, thì ở đây chánh cử, chánh nghiệp và chánh mạng là ba cái chi phần khác nhau trong bát chánh đạo. Do đó chúng ta phải hiểu một cách khu biệt, không để nhập nhằng giữa cái này với cái khác được. Tín ngữ nó là nó thuộc về khẩu hành, còn chánh nghiệp thì nó thuộc về thân hành. Còn chánh mạng thì bao gồm cả thân khẩu ý, nhất là ý hành. Khi mà một người có ý hành tốt mới có cái hành động và lời nói tốt trong cái nghề nghiệp. Ở đây thưa quý vị, nói về chánh nghiệp thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là trong cái bài kinh Ô Qua Đát và Tuyên Bố Khác, Đức Phật có dạy Nhi tốt bác chi tô bà rô bác khá ti sa ma nô hô thít bà răng vi hê thầy tô. Bằng xuất gia không nên sát hại chúng sanh khác. Vị sa môn không gây tổn thương cho người khác. Thì cái việc mà không sát hại chúng sanh đó, Barupakhati, Barupakhati, cái đó nó thuộc về chánh nghiệp. Tukkacitto Akhati Samado Hoti Vihe Thayanto. Chữ Vihe Thayanto tức là không làm tổn thương cho người khác. Cái này nó thuộc về những trách nhiệm luôn. Là bởi vì khi mà người cười, họ nói những cái lời nói như là mắng chửi, phỉ báng hoặc là nói đập thọc, hoặc là lừa gạt, nói dối với người khác, cái đó là gây tổn thương cho người khác bằng cái khẩu nghiệp. Còn khi mà mặc dù không giết nhưng mà
lý tập vì thương tích tạo nên cái cảm thọ khổ cho người khác mà nghệ thuật đuổi đá ném liệng vân vân, thì như vậy đó, cái này là gây tổn thương bằng cái thân nghiệp, bằng cái thân hành. Khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó, thì chúng ta nên biết rằng đối với cái vị sa môn Anupado Anupakkhato, tức là không gây thương tổn, cái đó là nhiều tu tập chánh ngữ và tu tập chánh nghiệp luôn. Do vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu là trung tâm chánh đạo, khi mà chúng ta tu tập vì nhớ, nó có ba chi phần hay là tăng thượng giới athi xì lát, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và ba chi phần này là ba cái tâm sở khác nhau, tức là viriti cetasika, ba cái tâm sở thuộc về giới phần này, là sammavacha cetasika, sammakammanto cetasika, sammāācivā cetasika, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bây giờ một người tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp đó, tức là người này nó có hai trường hợp. Một là biết chế ngự cái hành động, gọi là sanyama. Đức Phật ngài dạy cái từ gọi là kayena sanyamo, kayena sanyamo, tức là chế ngự thân. Thế nào gọi là chế ngự thân? Từ bỏ cái sự sắc sanh, từ bỏ sự trận thức, từ bỏ sự tà dâm. Như vậy gọi là chế ngự. Rồi điều phục, chúng ta chế ngự không chưa đủ, mà chúng ta phải biết điều phục tâm, là cái tâm sân ác nó khởi lên xúi dục cho sắc sanh, thì mình phải điều phục được cái tâm sân ác đó. Còn hễ khi mà tâm sân sanh khởi mà mình chưa kịp điều phục mà đi đến cái chỗ là sắc, dùng vị ngọc giơ tay dọa đánh, thì ngay lúc đó mình phải chế ngự, mình phải chế ngự liền. Đứng với vị tỳ kheo đó, Đức Phật ngài dạy, ngài cấm chế trong cái điều luật ngay cả cái việc mà kalasthatika nhé, tức là giơ tay dọa đánh người ta cũng phạm pachittiya, tức là phạm ưng đối trị. Chỉ mới tự giơ tay dọa thôi, mình muốn giơ tay muốn bạt tay người khác mà giơ tay lên, là lúc đó là vị tỳ kheo đã phạm cái tội pachittiya rồi. Đừng có nói chi là vihare, tức là đánh đập người khác hay là giết hại người khác.
Chikata Gurupaya. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta chế ngự tham để không dẫn đến cái hành động trộm cắp hay là tà dâm. Chúng ta chế ngự sân để không có đánh đập đả thương và sát hại chúng sinh khác. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập chánh nghiệp là chúng ta có hai. Một là chúng ta chế ngự thân kha về đất sa nhà mu. Hai là chúng ta điều phục tâm tham ác sân ác tà kiến ác. Khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, điều phục và chế ngự thì chúng ta mới tu tập được chánh nghiệp. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề tu tập. Nhưng ở đây chúng ta cũng nên hiểu thêm rằng là có những cái hành động mà chúng ta biết cái hành động nào đó là chánh nghiệp và không phải chánh nghiệp. Ở đây chúng ta lấy cái nguyên tắc hành động nào có hại cho mình và hại cho người khác thì cái hành động đó là không làm. Hành động nào không có hại cho mình nhưng mà có hại cho người khác cũng không làm. Hành động nào không có hại cho người khác nhưng mà có hại cho mình thì cái đó cũng không nên làm. Ba điều chúng ta không nên làm. Chỉ có cái hành động nào lợi mình lợi người thì chúng ta nên làm, đó là chánh nghiệp. Hành động nào lợi mình nhưng mà không hại người thì chúng ta cũng làm được, cũng gọi là chánh nghiệp. Hay là lợi người mà không hại mình thì cũng có thể làm được. Thì cái này chúng ta phải hiểu được, chứ không phải chánh nghiệp chúng ta chỉ giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, chỉ giữ ba giới là đủ đâu. Mà chúng ta cần phải biết thêm trong sáu trường hợp nên làm và không nên làm. Ba trường hợp không nên làm và ba trường hợp nên làm. Chung quanh cái chánh nghiệp chúng ta phải nhớ thế. Và nhắc lại là trong cách tu tập đó, thì chúng ta tu tập hai pháp Sanyama là chế ngự và Dhamma là điều phục. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng trang bị cho mình có cái sự hiểu biết như thế thì chúng ta tu tập chánh nghiệp mới đưa đến cái kết quả tốt, thưa quý vị. Thì ở đây đó, chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho quý vị cái điểm này nữa, là một người học Phật pháp chúng ta cần phải hiểu rõ bát chánh đạo ở trong cái tâm thiện dục giới và bát chánh đạo ở trong cái tâm siêu thế. Cũng như trong mấy lần trước khi nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ hôm tuần rồi thì chúng tôi đã có chia sẻ với quý vị là bát chi đạo nó phối hợp với cái tâm
thì nhục giới thì nó quyết định và đi riêng. Thí dụ như trong tâm thiện dục giới, lúc nào mà mình tôn chánh ngữ, tức là cái lời nói chân chánh, thì lúc đó là có chánh ngữ thôi, không có chánh nghiệp chánh mạng, không có tâm sở chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Khi nào mà chúng ta tu tập về chánh nghiệp thì không có chánh ngữ chánh mạng. Nhưng mà bát chánh đạo ở trong tâm siêu thế thì nó nhất định và đồng loạt, tức là hễ có sẽ có và có đủ, tức là bát chánh đạo không thể không có bát chi đạo. Chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định là phải có đủ. Có đồng loạt. Vì sao vậy? Vì ở trong âm thị dục giới thì chúng ta chế ngự cái hành động ác, chế ngự cái lời nói ác, chế ngự cái sự nuôi mạng ác. Do đó hễ mà chế ngự cái pháp nào thì có cái tâm sở của pháp đó nó phối hợp, chi phần nó phối hợp. Còn ở trong tâm siêu thế, vì nó sát trừ phiền não, cái thanh tịnh chuyên ý và chứng ngộ niết bàn, do đó cho nên có đầy đủ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Điều này chúng ta cũng cần phải nhớ thêm. Do vậy khi mà chúng ta nói về chánh nghiệp thì người Phật tử chúng ta cần phải tu tập cho nó trọn vẹn nhiều khía cạnh trong phiền não mà chúng ta không có điều phục được thì nó sẽ dẫn tới hành động quấy. Và khi mà hành động quấy đã khởi lên mà mình không có chế ngự được, mình không có kềm chế được, thì lúc bây giờ mình sẽ tạo ra những cái thân nghiệp ác, nó sẽ dẫn đến cái hậu quả trong tương lai. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập chánh nghiệp thì nó cũng rất cần thiết để chúng ta phải hiểu biết và chúng ta có cái phương pháp chúng ta thực hành cho nó chu đáo. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điều liên quan đến bài học hôm nay. Bây giờ thì xin cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại để điều họp thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú. Kính thưa Hòa Thượng Tuệ Siêu, bên Hòa Thượng, Hòa Thượng Tuệ Siêu hãy trả lời một câu nữa thôi. Là quý Phật tử nghe bài giảng có thể thắc mắc là tại sao khi mà chúng ta nói tu tập bát chánh đạo phải có đủ tám chi phần, trong đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà ở trong kinh ghi lại có rất nhiều người họ sát sanh, không phải là sát sanh bình thường mà bàn tay đầy máu giống như Angulimala, hay là có những người họ nói những lời nói rất là cai nghiệt độc ác, kể cả mạ lị Đức Phật như là Bà La Môn Kosva Pharada Chá chẳng hạn, đến mắng nhiếc mạ lị Đức Phật đủ điều, thì cái đó rõ ràng là tà ngữ, chửi Phật nữa. Nhưng mà những người này dù có tà nghiệp, tà ngữ, nhưng mà sau đó vẫn tu tập các đạo chứng quả được, thì người ta nói rằng như vậy là những cái giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng liệu có
có thực sự cần thiết cho sự tu tập không? Thì kính thỉnh Hòa Thượng Quang Hỷ có lời giải thích về điểm này. Chỉ cần cái tư duy khi mà người ta tự giận, người ta uống thuốc độc, vừa khi uống thuốc độc mà người ở trong nhà hay được đó, liền chở đến bệnh viện, bác sĩ họ xúc ruột ra, họ xúc ruột của người đó để cho cái chất độc nó tuôn ra bên ngoài hết, thì như vậy là cứu sống được. Còn khi một người bình thường trong cái việc ăn việc uống, họ ngưng những cái thức ăn độc hại, nó ngấm ngầm lâu ngày, năm mười năm cái thuốc độc đó nó ngấm ngầm, cái chất độc đó nó làm cho cơ thể muốn cầu nó trở bệnh và bệnh ung thư. Thì thưa quý vị, bây giờ mới là không có phương cứu chữa. Cũng như một người nếu ở trong quá khứ họ không có tu tập thiện pháp, mà họ chỉ làm những cái, họ chỉ tạo những ác bất thiện pháp, thân ác, khẩu ác, ý ác, họ đã gieo tạo như vậy đó, thì chính cái quả ác đó đưa họ sanh xuống địa ngục, hoặc là quả dư sót họ sanh trở lại làm ngạ quỷ, hoặc là loài bàn sanh, hoặc là Atula. Và khi sanh trở lại do nghiệp quả người dư sót, họ là người lạc quân nhân. Họ là người tương lý tương động, ở trong bụng mẹ phóng sanh. Không có trí tuệ thì như vậy đối với người này họ vô phương đắc được đạo quả, họ không có cơ hội đạt đạo quả. Nhưng đối với những người họ có duyên lành ở quá khứ, họ có sự tu tập, Ba La Mật, họ đã tu tập pháp Ba La Mật khá thuần thục, nhưng tại vì họ có cái thường tận y duyên, cho nên kiếp hiện tại họ trở thành lỗ mãn, họ dễ nghe theo lời xúi dục người khác, như ăn gu lim bá lá, nghe thầy xúi dục dụ cho đi giết người để mà lấy ngón tay về, 1000 ngón tay về làm phù phép cho, thì anh ta tin tưởng, anh ta tin và anh ta đi thực hiện liền. Mặc dù anh ta giết hại nhiều người như thế, nhưng cuối cùng gặp được Đức Phật thì Ngài đã
hay mở cho anh ta cái trí tuệ để anh ta nhận thức được những gì mà anh ta đã có tâm nguyện trong quá khứ về cái sự giải thoát. Lúc bây giờ anh ta chợt nhớ ra, thì Angulimala cũng giống như cái người mà mới uống thuốc độc, thì nếu gặp bác sĩ giỏi và đem cấp cứu liền thì có thể rửa ruột và có thể sống được. Cũng như Akusaparadvacha, ông Bà La Môn, người đi đến mắng nhiếc phỉ báng Đức Phật bằng 10 cái ngôn ngữ khiếm nhã, thế nhưng ông ta có duyên lành ở trong quá khứ, có thể chứng được đạo quả khi mà Đức Phật ngài với cái thái độ cứng rắn nghiêm túc nhưng mà nhẹ nhàng đã khiến cho ông ta tỉnh ngộ và ông ta xuất gia trở thành vị A-la-hán. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng dễ hiểu thôi là khi mà tài ngữ tài nghiệp người đó mới được gây tạo đó, nó chưa có đến cái mức độ nó thấm vào xương tủy, mà trong khi đó đó chánh ngữ chánh nghĩa chánh mạng ở trong quá khứ đã từng tu tập quen rồi, thì bây giờ đó chỉ cần có ai đó, tức là có vị chánh đẳng chánh giác ngày can thiệp kịp thời, ngày tẩy rửa cái não của anh ta, thì lúc đó là người đã trở về hiền thị. Cũng như quý vị biết rằng chúng tôi có nhiều cái thí dụ ở trong cái trình thức cái bìa tập đó, thưa quý vị, mà chúng tôi soạn bài đó, chúng tôi dùng cái bút lông một màu xanh, chúng ta viết cái tựa ở trên đó. Thì khi vừa mới viết mà sao thế đó nó bị sai cái chính tả đi, chúng tôi liền lấy cồn với bông gòn, chúng tôi lao, chúng tôi chùi cái chữ đó, xóa cái chữ đó thì nó sạch, nó trắng, nó mất hết cái dấu vết của cái chữ đó. Nhưng mà có những nguyên tập khi mà chúng tôi đã viết cái tựa đó để nó lâu ngày, lâu tháng lâu năm, để một vài tháng sau hoặc một năm sau, tình cờ khi mà chúng tôi soạn lại ở trong cái nhóm tập nhát, thì chúng tôi thấy cái tập này chưa có viết tới. Hôm trước mình chỉ viết cái tựa cho nó nhiều vậy chứ, sau này chỉ xài một cái tác phẩm thì cỡ chừng 3-4 quyển thôi. Như vậy quyển thứ 5, thứ 6 thì cần phải xóa cái tựa đó đi để làm một tập khác. Nhưng mà thưa quý vị, dù cho chúng tôi lấy cồn mà chúng tôi xóa, nhưng mà nó đã hàng sâu vào trong đó rồi, xóa nó không có hết được.
Cũng như khi mà chúng sinh đó, tùy có những chúng sinh mà ngữ tà nghiệp tà mạng của họ đó, nó đã thấm sâu, bởi vì nó trở thành, nó đã được vun trồng từ trong đời quá khứ, trở thành cái cốt tật, cái tiền thiên tật, thì bây giờ là không có cái gì để mà xóa được, khó lắm thôi. Nhưng mà đối với người mà họ đã tu tập tạo được phước báo nhiều, thường cận cái duyên quen, bây giờ chỉ do nhất thời mà họ có tà ngữ tà nghiệp tà mạng, chỉ nhất thời nó chưa có kịp, nó chưa có kịp hàng sâu, chưa có kịp thấm sâu vào trong đó, thì người ta vẫn có thể, vẫn có thể cải chuyển được cho trở thành cái người tốt đẹp được. Ngược lại, chúng ta cũng nói rằng cái người mà mới tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng bây giờ đó, thì nó chưa đủ sức để tẩy trừ phiền não đâu. Mà một vị với bát chánh đạo mà có thể sát trừ được phiền não đó, là bát chánh đạo đó đã quân tập từ trong đời quá khứ, thâm quen rồi, những hàng sâu rồi, thì như vậy trong hiện tại đó, thì người đó chỉ cần tái lập lại chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì người đó họ sẽ chứng đắc. Cũng như những trường hợp mạng William Pada hay là Kosat Paradocha, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong bát chánh đạo của vị đó trong đời quá khứ đã thuần thục, đã thâm nhập tới xương tủy rồi. Cho nên bây giờ dầu cho tạo cái tà nghiệp hay tà mạng hay tà ngữ tà nghiệp tà mạng, nhưng mà cái ác pháp nó chỉ mới nhen nhóm lên thì tẩy rửa được, thưa quý vị. Nói chung lại là tất cả đều là do vị thời nghiệp duyên và thường cận cái duyên cả. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà câu hỏi thảo luận số 1 và thường nhớ đẳng định đề Nam Mô Bụt Thầy nha. Kính thưa ngài Thượng Tọa Sư rất nhiều, kính thỉnh sư huynh đề nghị phần còn lại sư đệ và thị tọa Tân sẽ phụ trách. Thị tọa Pháp Tân thì tọa có ở trước máy không? Nếu thị tọa Pháp Tân nghe được kính thỉnh thị tọa Pháp Tân hoan hỷ. Dạ, thị tọa Pháp Tân ở đây là cái quan niệm cá nhân. Có nhiều người họ nói rằng cái tà ngữ thì dễ tránh, tại vì chúng ta đơn cử ra bốn thứ tà ngữ là nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói nhảm nhí vô ích thì tương đối là dễ tránh. Tà nghiệp thì nó mông lung hơn, chúng ta rất khó biết là cái gì mà làm có lợi, cái gì làm hại. Nhưng có những người ngược lại thì họ nói rằng cái tà nghiệp vậy mà khó mà dễ tránh, tại vì chúng ta sẽ sống một mình, không đụng chạm ai, cũng quân tập được tà nghiệp. Trong khi lúc đó thì cái tà ngữ thì khó, đôi khi có những lời phát ngôn mà nói ra chúng ta không dằn được. Thì theo cái kinh nghiệm tu tập của Thượng Tọa Pháp Tân thì so với cái việc nếu chúng ta đem lên cân là làm sao để tu tập chánh ngữ, làm sao để tu tập chánh nghiệp đó, thì cái nào khó hay là chuyện đó nó tùy vào cái cơ địa của mỗi người. Cái thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri cùng Chư Tăng.
Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Ở đây thì con nghĩ rằng cái suy nghĩ của con là sự thật ra thì cái tà ngữ thì phải nói rằng là khi mà mình nói đến cái tà ngữ thì đó là cái lời nói bởi vì cái lời nói để mang đến cái lợi lộc cho mình, rồi lời nói mà nó mang đến cái tổn thương cho người khác, tổn thương cho mình khi mình cũng không hay. Thì cái đó trong cái cuộc sống thì khi mà mình có tiếp xúc với nhiều người, nếu mà mình giữ được cái tâm của mình biết tránh xa đó, thì con nghĩ rằng cái đó nó có thể mình dễ dàng điều chỉnh hơn trong cái lời nói. Bởi vì cái lời nói của mình nhiều khi có khi vì cái lợi lộc hay là vì cái gì đó, bởi vì cái lòng tham hay là bởi cái lòng sân hận để rồi mình thực hiện cái lời nói, cái tà ngữ. Có khi nói về cái lợi ích cho mình, lợi ích cho người thân, hay là nghĩ lợi ích cho cái gì đó, trong khi mình không nghĩ đến cái lời nói của mình gây đến cái tổn thương, đau khổ cho những người khác. Và nhiều khi cái hậu quả cũng chính do cái lời nói đó mà người nói ra đó có thể dính lấy, mắc lấy. Còn riêng về cái tà nghiệp thì con nghĩ rằng nếu không khéo thì dễ lắm. Bởi vì nếu nói là mình sống những cái nghề nghiệp, rồi là cái nghề nghiệp của người chân chánh, cái người xuất gia, các cái bậc xuất gia, tức là mình làm những cái công việc gì của những cái người xuất gia, cũng không vì cái lợi lộc hay là cái gì đó để rồi là đánh mất đi cái đời sống tu hành của mình. Trong khi những cái việc làm của những cái bậc xuất gia thì chúng ta thấy rằng là dù chúng ta có làm cái gì đi nữa thì cái việc mà rõ ràng nhất á, là của một cái người xuất gia là hành trì Phật pháp, rồi là diễn giảng Phật pháp hay là chuyển đạt Phật pháp, làm sao cho những cái điều mà hướng thiện tới những việc làm của mình đều là mang đến cái sự hướng thiện cho người khác, thì con nghĩ đó là điều mang đến cái sự lợi lạc. Nhưng mà nếu không khéo á, thì nhiều khi nó lệch lạc đấy, nó làm cho chính mình á, gây ra cái gọi là cái tà nghiệp, hoặc là vì cái lợi lộc, hoặc là vì cái gì đó mà gây tổn thương đến những người khác, hoặc là nhiều khi do chính cái suy niệm của mình nó sai lệch. Thí dụ như một chút tà kiến, một chút gì đó vì cái lợi lộc đó thì mình hướng dẫn đi, nó sai lệch đi với cái chân lý, sai đi với lại những cái việc làm mà đối với lại một cái người tu sĩ không được phép. Thì ở đây con nghĩ rằng bởi vì không khéo đó thì cái tà nghiệp nó rộng lắm. Nó trong cái do cái ý niệm của mình thôi. Do cái tâm lý hay hoặc là do cái tác ý cái tâm của mình. Bởi vì nhiều khi nếu mà một người có cái chủ tâm để mà mình làm cái có những cái hành vi tà nghiệp thì mình không nói. Còn nếu không khéo thì nhiều khi đó là mình vô tình mình làm bởi vì những cái việc làm của mình
nó gây ra cái tà nghiệp đi. Cho nên cái đó nó, con nghĩ rằng nó khó kiểm soát hơn, có thể mà mình làm cho nó tốt hơn. Nhưng mà rồi đó thì cái gì đi nữa, dù là chánh ngữ hay chánh nghiệp, chánh mạng, thì con nghĩ rằng mình luôn luôn là đời sống mình có cái chánh niệm để mà mình biết rõ được cái việc làm này nó có hại cho mình, có hại cho người khác hay không, hay hoặc là cái lời nói mình có tổn thương cho người hay là tổn thương cho mình hay không. Nói là làm tổn thương cho mình thì mình khó hiểu cái điều này, nhưng mà rõ ràng là nhiều khi mình ác khẩu, mình nói những cái lời nói ngôn ngữ ra mà chính cái lời nói của mình nó gây cái quả báo xấu mà trong tương lai mình phải nhận lấy, thì đó là làm đau khổ cho mình, là làm đau khổ cho mình. Cho nên ở đây con nghĩ rằng cái chánh ngữ nếu đã có nói thì nói luôn luôn mang đến cái sự lợi lạc cho người khác hay là lợi lạc cho mình luôn, chứ không đừng có là vì cái lợi lạc cho người khác mà mình đánh mất đi cái đời sống đạo hạnh của mình, đánh mất đi cái đạo nghiệp của mình thì nó cũng không phải là đúng. Cho nên là ở đây làm lợi cho cả hai, lợi cho cái người khác, người chung quanh, và là lợi cho cái đời sống tu tập của mình, thì con nghĩ rằng cái đó là cái diễn đạt Phật pháp, nói những cái gì mà để mang đến cái sự hướng thiện cho những người chung quanh, và đồng thời nói cái gì đó thì làm cho cái đời sống tu hành của mình đừng đánh mất đi cái tu niềm tin, giới hạnh hay là về đạo đức của mình, đừng đánh mất đi. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái đời sống chánh ngữ. Giữa hai cái này đó, chánh ngữ và chánh nghiệp, thì con nghĩ rằng mình cái chánh ngữ, con nghĩ rằng nếu như mà mình có kiểm soát chút, có chánh niệm trong khi mà mình nghĩ nó rõ ràng hơn khi mình thực hiện cái lời nói, thì nó dễ tránh hơn là cái đời sống tà nghiệp. Nhiều khi tà mạng, nhiều khi rồi tà nghiệp, rồi nó là làm tổn thương cho người khác, hoặc là mình vô tình mình lệch lạc hướng dẫn cho người khác một cái việc làm gì đó mà nó sai đi với đời sống chánh pháp, mà nó làm cho cái đời sống mình nó không đúng với cái việc làm, thì thật sự ra là nếu không khéo dễ dàng người ta bị ngộ nhận, để rồi người ta lại là đi vào trong cái đời sống tà nghiệp nó nhiều lắm mà người ta không có thể kiểm soát được. Thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái ngôn ngữ, lời nói, chánh ngữ, thì nếu mà mình có chánh niệm thì dễ dàng hơn. Còn cái tà nghiệp, trong khi cái người mà sống có một cái chánh nghiệp đó, thì cần phải thu thúc rất là nhiều mới có thể kiểm soát được. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trả lời. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Hóa Tân với cuộc thảo luận vừa rồi. Xin hỏi Thượng Tọa Hóa Tân một điều. Điều này thì chúng ta có thể dựa trên cái suy tư thôi. Có nhiều người nói rằng mình tu tập với giới định tuệ hay tu tập bát chánh đạo đó, thì mình không có cần tu tập là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì phải chăng ở trong đó đã có cái hàm ý là chúng ta nên sống có tâm từ tâm bi? Tại vì nếu chúng ta không có tâm từ tâm bi thì rất có khó chúng ta sống một cách tốt trên phương diện chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Không biết Thượng Tọa Hóa Tân có nghĩ sao về điều này? Kính thưa Thượng Tọa. Dạ, con Nam Mô Bổn Thầy á, kính lên lại chư Tôn Đức, kính chào đại chúng rung trong rung. Ở đây thì con nghĩ quả thật như vậy,
đối với cái đời sống mà mình gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mình nói là để rồi tu tập bát chánh đạo, đời sống giới hạnh của mình là cần phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cho nó tốt thì mình mới có thể là thực hành giới một cách trọn vẹn được. Nhưng mà rõ ràng là ở trong đời sống hàng ngày của mình, mình đi đứng nằm ngồi nói năng, con nghĩ rằng mình nuôi dưỡng cái tâm từ của mình cũng là một cái yếu tố tốt cho cái giới hạnh của mình. Hoặc là một cái người mà gọi là có chánh ngữ, mình nói cũng không có làm tổn thương cho người khác, không có làm tổn thương cho người khác. Mà để mà không làm tổn thương cho người khác thì mình phải có cái tâm bi chứ, phải có tâm bi chứ. Rồi để mà mình nói một cái lời nói mà mang đến cái lợi lạc cho người khác thì con nghĩ rằng mình cũng phải sức sức phạt bằng những cái tâm từ của mình. Cho nên ở đây khi mà mình mỗi cái hành vi của mình, một người khi mà mình nói rằng giờ mình lấy bốn vô lượng tâm để mà mình tu, nhưng mà rồi đó thì trong cử chỉ hành vi hàng ngày trong mình, trong mỗi người đó, lời nói hành động của mình, sự thật ra là mỗi nhất cử nhất niệm đó thì đều phát xuất từ ở cái tâm của mình. Nếu cái tâm của mình có chánh niệm, cái tâm của mình có một cái tâm từ, tâm bi, tâm từ là mát mẻ với các cái sinh loài. Còn tâm bi là không nỡ thấy cái khổ, hay là không có làm nỡ gây cái tổn thương đến với các cái sinh loài nào đó. Thì ở đây đó giúp cho cái đời sống mình có chánh ngữ nó tốt, giúp cho cái đời sống của mình có chánh nghiệp, chánh mạng nó tốt. Bởi vì dù sao đi nữa thì nếu như một người, nhớ như một người là giữ giới không sát sanh là để nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, và cũng đồng thời là có nghĩa là nuôi dưỡng cái tâm bi của mình. Vì mình không không sát sanh là mình đã mát mẻ, là có tâm từ rồi, là mình có tâm bi là không nỡ thấy chúng sinh cả bị khổ đau vì cái hành vi của mình. Cho nên ở đây con nghĩ rằng cái người mà tu tập tâm từ tâm bi đó thì cũng là một cái phương pháp để tôi luyện cho cái đời sống tu tập của mình bằng giới cái đời sống chánh nghiệp chánh mạng. Và cái người mà mình nói rằng mình tu tập ở trong bát chánh đạo thì con nghĩ rằng ở đây đó là khi mà nói rằng bát chánh đạo là gồm có giới, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, thì cần phải trau dồi, mình trau dồi những cái điều là làm sao để có chánh ngữ cho nó tốt, làm sao để có đời sống chánh chánh nghiệp cho tốt, chánh mạng cho tốt, thì đòi hỏi mình cần phải nhẹ nhàng, cần phải mát mẻ, cần phải đầm thấm ở trong cái đời sống của mình. Tức là đời sống có chánh niệm, có niệm chứ, phải có chánh niệm. Chứ cái người mà phóng túng khoan duyên đó, dù là mình có làm gì đi nữa thì nhất cử nhất động nó cũng có thể tạo ra một cái cái không thể nào tốt được ở trong cái đời sống chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được. Cho nên mình phải có cái chánh niệm, rồi mình cũng phải nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, nuôi dưỡng cái tâm bi của mình trong mọi cái cử chỉ, thì nhẹ nhàng khoan thai, đầm thấm nhẹ nhàng là đòi hỏi cái người đó phải có chánh niệm. Chánh niệm rồi trong mọi cái chánh niệm của mình á, nó hỗ trợ cho cái chánh nghiệp, đời sống chánh nghiệp của mình nó tốt. Mình có giữ giới hay gì nữa, chánh nghiệp của mình nó tốt, chánh mạng của mình nó tốt, hoặc là lời nói của mình nói ra không gây tổn thương cho người khác, hoặc là phát xuất từ ở cái tâm từ của mình là mát mẻ đối với mọi người chung quanh,
thì đó chính là một cái yếu tố hỗ trợ cho và hỗ trợ cho cái giới của mình. Khi một người có tôi luyện cho cái tâm từ tâm bi, khi mà mình nói rằng là lấy tâm từ tâm bi hay là bốn phạm trú ra để mà tu tập đó, thì mình nói hẳn ra tu tập là mình tu tập bốn cái phạm trú đó. Nhưng sự thật ra thì nó cũng là cái việc hỗ trợ cho cái đời sống giới hạnh của mình, làm cho chánh ngữ của mình nó tốt, làm cho chánh nghiệp của mình nó tốt, nó làm cho cái chánh mạng của mình nó tốt, để cho cái giới hạnh của mình hỗ trợ cho mình được tốt đẹp như vậy. Thì đây là cái suy nghĩ của con để con chia sẻ trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Bây giờ thì con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Sa thủ Tinh Trần Gà, từ đó tận rất nhiều với câu thảo luận vừa rồi. Trước thì còn ít thì giờ sau cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Thượng tọa Pháp Tân để đối với điều là khi mà chúng ta càng đào sâu vào trong bát chánh đạo đó, thì chúng ta nhân già sẽ thắp sáng được một cái nhận thức là sự tu tập đó nó đòi hỏi một sự cải thiện toàn bộ cuộc sống, chứ không có đơn giản là chỉ có này cái kia. Lấy ví dụ như là một người trong cuộc đời này, nhiều lúc người ta nghĩ rằng quan trọng nhất là tình yêu, rồi có người khác họ nói quan trọng nhất là sự học hành, rồi có người khác họ nói là quan trọng nhất là cái kỹ năng, hay là có người nói quan trọng nhất là đời sống tinh thần. Nhưng mà nếu đem áp dụng vào thực tế đó, thì chúng ta cần tất cả. Dạ, chúng ta cần tất cả. Mình sống có trình độ văn hóa là một lẽ, nhưng mà rồi chúng ta không có thở bằng văn hóa, chúng ta không ăn uống bằng văn hóa, mà chúng ta còn phải biết cách sống như thế nào là hợp vệ sinh, sống thế nào là tránh được những cái tai hại. Bởi vì khi mà Ngài Bồ Đề, Ngài viết về bát chánh đạo đó, trong một cái nhìn của một học giả lớn lên trong nền văn hóa Tây Phương đó, thì Ngài khẳng định rằng bát chánh đạo là một lối sống, chứ không đơn giản là một cái pháp thực hành. Và lối sống này theo Ngài Bồ Đề thì gồm rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau, những điều nên kiêng tránh, thế nào gọi là cái nhìn, thế nào là cái tư duy hiện thiện, vân vân. Cuộc sống nó không thể nào mà tiến bộ đi tới chỉ với một cái gì đó mà chúng ta đặc biệt nhấn mạnh, mà nó quá đơn thuần. Như người ta có thể cho chạy một chiếc xe, thì chúng ta thường để ý bên ngoài là cái vỏ xe, bánh xe, nhưng mà thật ra cái bộ máy và hộp số trông rất là quan trọng. Và cũng như là những cái hệ thống điều khiển từ tay lái cho đến thắng, cho đến chân ga, cho đến những cái đồng hồ, mỗi cái nó đều có cái phần hành của hết, và tất cả kết hợp trở lại thành một chiếc xe. Vì vậy ở trong kinh, và đặc biệt là trong những bài học tới của môn Tứ Ưng Bộ đó, thì chúng ta sẽ nghe về câu chuyện của Bà La Môn Chân Sư Ni. Khi mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thì vị này có cảm nhận rằng Phật pháp là một chiếc xe, mà chúng ta gọi là tham ma gia ná hay là pháp xa. Một chiếc xe không thể chạy mà đơn thuần chỉ với bánh, với trục, với câm hay là với thùng xe, mà chiếc xe là một cái sự kết hợp hoàn chỉnh của những cơ phận cần thiết để tạo thành một chiếc xe. Thì tương tự như vậy, chúng ta là người tu Phật và hiểu rằng Đức Phật dạy con đường trung đạo. Sở dĩ gọi là trung đạo tại vì không có quá nghiêng về một thứ gì đó, mà chẳng những rời xa hay cực đoan, mà còn là một thứ tổng lực, một sự kết hợp, một cái sự hòa quyện của nhiều cái thành tố để khiến cho cuộc sống được tốt đẹp. Nên trong cách nói, trong cách suy tư, ở trong cách ứng dụng, thì chúng ta
làm thế nào đó mà chúng ta kết hợp một cách nhuần nhuyễn nhiều yếu tố, chứ không nên nghĩ rằng à, tôi tu thì chỉ biết tu thiền thôi, à, ai sống sao mặc ai chết sao mặc ai, hay là tôi tu thì tôi chỉ nín thinh không nói gì hết, à, gọi là chánh ngữ, hay là tôi tu mình tôi đi tu thôi, một mặt mình cho vai lãi nặng, một mặt mình cho có cuộc sống từ cái đồng tiền bất chánh mà mình nghĩ là chuyện đó không quan trọng gì. Không phải như vậy. Chỉ bắt chánh đạo là một sự kết hợp, đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn bởi nhiều yếu tố. Và cái khả năng kết hợp này đó, nó đòi hỏi một người ban đầu đó thì chúng ta chú trọng đến pháp này, chú trọng đến pháp kia. Thí dụ như tự nhiên mình khám phá là mình hay nhiều chuyện, mình hay nhiều chuyện, thì ý thức ra được rằng cái nhiều chuyện chẳng những nói nhảm với vô ích, còn nói chia rẽ, còn nói dối, còn nói độc ác nữa, mình làm sẽ giảm bớt đi. Thì có một cái thời gian nào đó mình tập trung, mình giảm bớt cái sự nhiều chuyện của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đủ. Chúng ta còn phải đi xa hơn nữa, là chúng ta hãy coi chừng cái sự nuôi mạng của mình. Lấy một ví dụ là một người xuất gia. Xuất gia nhờ vào sự cúng dường của đàn tính. Nhưng mà chúng ta cứ nhắm vào cách để làm sao để kêu gọi một cách không có học đạo. Làm thế nào mà luôn luôn quan tâm là làm sao vận động người này người kia để lo lắng tiền bạc. Mình không có tu được. Và không có tu được. Đây là một ở trong những điểm mà Ngài Chân Cha Ngài thường nhắc đó. Là ví dụ như một vị tu sĩ mà mình cứ đi kêu gọi, cứ xin người này xin người kia, rồi mình sẽ không tu được. Tại vì sao vậy? Cái đó nó không thích hợp với đời sống chánh mạng của người xuất gia. Hay hoặc giả là mình tu tập nhưng mà mình không có tránh né những điều mà khiến cho tâm tư mình khởi lên dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Tối ngày mình cứ chỉ trích, mình cứ thị bày tỏ cái hận thù, cái cay đắng đối với những người bất đồng chính kiến hay sao đảng phái này đảng phái kia, mình cũng không tu được. Vì vậy đó, khi mà chúng ta học bát chánh đạo thì chúng ta thấy rằng đó là một cái sự kết hợp mà gọi là tổng lực, hay là hiện tại bây giờ danh từ quân sự của người Việt Nam gọi là đánh hợp đồng. Đánh hợp đồng, nhưng mà ở đây chúng ta nói là một sự phối hợp, một sự kết hợp của nhiều cái binh chủng, của nhiều cái đơn vị mà mang cái nhiều cái khả năng khác nhau. Thì tương tự như vậy, bát chánh đạo cần được định nghĩa rõ từng chi phật, nhưng mà cần làm thế nào phối hợp một cách nhịp nhàng của nhiều cái yếu tố khác nhau. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ mất chúng ta mất tất cả là 8 bài học cho bát chánh đạo. Nhưng mà quý vị hỏi tại sao mình không dạy nhanh? Thật ra bát chánh đạo nói trong một ngày cũng được mà. Tuy nhiên chúng tôi thấy rất là quan trọng để chúng ta có thể đi vào từng phần. Nói cho cùng thì bát chánh đạo chính là con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường thoát khổ. Đó là con đường tu tập Đức Phật truyền dạy. Tại sao chúng ta học một cách mơ hồ? Tại sao chúng ta học một cách học cho có mà chúng ta nghĩ là không quan trọng? Đúng ra những điều này rất là quan trọng. Quan trọng trong cách hiểu, quan trọng trong cách áp dụng và quan trọng trong cách kết hợp nữa. Dần già rồi thì chúng ta phải nhận ra rằng sẽ có nhiều cái phương diện mà chúng ta nói đến bát chánh đạo thì chúng ta phải tìm nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, chứ không đơn thuần là pháp đó, định nghĩa đó như vậy là đủ. Và do vậy chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm về bát chánh đạo và làm thế nào đem những điều này vào trong tâm tư của mình, thì có như vậy chúng ta mới khởi sự trên con đường tu tập mà Đức Phật truyền dạy ngày gọi là trung đạo. Thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha-Rama. Ngày mai này chúng ta trở lại với môn Tứ Ưng Bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Quyền. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay, chúng con kính tri ân và thượng giác đẳng đã giảng giải và rút kết bài học ngày hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mỗi lần vi mẫn giảng dạy những giáo pháp, những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy.
Kính cảm ơn quý ốp để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức và quý đại hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.